Rồi chào mọi người nhé, thì hiện tại mình vừa sửa xong một sản phẩm Livit Dry Black 260. Đây là một sản phẩm hàng mới của Trung Quốc, anh em hay gọi là hàng loại một Trung Quốc nhé. Máy này thì mình chấp nhận lỗi là nó bị hiện tượng là khi mà chúng ta bật máy không đưa tín hiệu vào thì không bị nổ ra loa, nhưng mà cứ đưa tín hiệu vào thì thi thoảng nó cứ nổ kênh trái, nổ kênh phải. Khi thoảng nó lúc nó nổ 3 kênh, lúc thì nó nổ tất cả 6 kênh, lúc thì nó nổ 1-2 kênh, và nó nổ dạng nổ lung tung, nó nhảy cồ lung tung, và nó chớp cái đèn lên khá là cao. Đó thì hiện tại mình đã fix ok nhá. Mình kích tay này để bỏ luôn. Nôm na là nó theo cái dạng là chỉ cần chúng ta đưa tay kích vào thôi, không cần phải cấp nhạc nhá, là nó sẽ tự động nó nổ pạch, nó cứ nghe, chúng ta cứ nghe những cái đó, tiếng nó cứ pạch 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 pạch, hoặc là nó cứ bộp 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 ra loa và nó rực hết đèn lên, nó rực lên tận đèn đỏ luôn. Đây, kích tay. Cái sản phẩm này thì mình nhận hỗ trợ cho một anh trai ở trong Gò Dầu Tây Ninh, thì mình ở ngoài Phú Thọ nhá. Đó thì mọi người cần tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa tất cả những cái hiện tượng lỗi có thể sinh ra trên cái đời Dry Black 260, tất cả phiên bản từ hàng bãi, hàng mới, hàng Mỹ và hàng Trung Quốc nhá. Đó thì có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979486089 hoặc là 0868599964 để gặp trực tiếp đội viên. Ngay yêu quý kênh thì có thể vào đăng ký kênh để theo dõi kênh nhá. Dạo này thì linh kiện mình phun đồ sửa luôn, chả theo cái gì cả. Em là khi tiếp nhận máy sửa rất nhanh.